Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube Hoàng Nguyễn Channel nhé. Mọi người ơi, Hà hiện đang ở ngoài vườn nha. Đó, mọi người xem không? Cái vườn mướp của mình đứng ở đây là thấy cái vườn mướp nè. Đó, cái toàn ten phía sau lưng đó. Đó, hôm nay là mình đi ra đây, mình hái mướp. Mình sẽ cắt mướp xong rồi đem vô xào nha. Hôm nay rất là nắng, nó hơi chá tí xíu. Ôi, giấc này đang bữa trưa nắng cho nên lá nó muốn héo luôn rồi nè. Trời, nắng cháy quá. Còn được mấy cái bông ở trên kìa. Sao nó ra kỳ ha, tự nhiên nó hốt lên, nó bị hốt cái lúc này nha. Chịu thôi, chứ phải lúc nào có trái này nè, trái này là đẹp nhất nè. Trái này là để giống rồi. À, nó xung đột, nó đều đặn không? À, được được mấy trái toàn ten, toàn ten. Thấy chưa? Rồi lại phát hiện nữa nè. Đó, lại có một anh phá nữa rồi. Đó, có một cái tướng cướp vườn. Chắc tối hôm qua mới nhập nhà mình nữa nè. Đó, bữa trước thì đã ăn trái lũ rồi. Đó, nó ăn lụ rồi ở sân trước rồi, bây giờ là đi ra sân sau, không biết cái con gì á mọi người ơi, không biết cả nhà mình biết không ha. Cái không biết mình có trồng rau củ quả gì đó, cái có cái con gì nó lâu lâu nó lại nó cắn vậy nè. Đó, hôm bữa trái lụ là nó ăn sạch bông luôn á, còn bây giờ nó ăn luôn cái trái mướp nó không ăn luôn nữa rồi. Ôi da ủ quá, trèo lên đây coi. Trời ơi, đây nè, hôm bữa nguyên trái lụ bự lắm mà nó ăn sạch bon ở trong luôn, nó trừ cái vỏ không à. Đó, còn bây giờ ở đây nè, cái mướp mà nó còn vậy nè, biết sao giống gì nó cũng ăn á, mà như ban đêm nó mới ra thôi, ban ngày không thấy đâu hết á. Trời ơi, ăn cũng biết lựa ăn lắm nha, lựa trái ngon ăn á. Thôi bây giờ lỡ rồi, cắt cái trái này vô luôn. Đó, mắc hết miếng rồi. Trời ơi, biết con gì nó ăn rành đạn đây. Thôi lỡ ra, cắt vô. Rồi cứ trồng gì mà nó cứ lại nó phá thôi à, không có nhiều đâu ta. Cắt được con tay. Rớt rớt rớt. Đó, trời ơi cái đèn nó ăn nè, nó phá vậy á. Đó, cái này là nhưng mà mình cắt vô, sẵn mình đang đi ra đây là để mình cắt mướp vô. Đó, cắt mướp vô, chiều nay mình sẽ xào với tôm. Đó, mình sẽ cắt cái trái sau lưng mình đây nè. Cái trái này thì nó bự hơn. Sát quá, quay sát quá, không thấy được, tự nhiên đứng sát ở đây luôn rồi. Mình sẽ cắt cái trái này thôi. Dịch nó dưới đây, rớt, sơ xui. Bữa là bị rớt hết lần rồi. Đó, trời ơi, nặng lắm nha. Cái này cái nặng lắm á. Được một trái mướp nữa. Chiều nay vô xào. Trời ơi, đẹp quá, trái này đẹp quá. Nó thẳng băng à, nó đều. Có mấy trái đằng kia thì nó còn chỗ bự chỗ nhỏ, cong cong tí xíu mà trái này là tới thẳng luôn rồi. Cắt luôn trái này, chiều luôn xào luôn rồi đó. Thôi mai nó ăn trái này là tiếc lắm luôn. Con trái này chưa đâu, cái này chưa nhỏ xíu. Hai trái hôm nay, một trái nó bị lụng chút xíu rồi. Đó. Nổi không? Cái trái nó bị gì kỳ ha? Nó bị gì kỳ. Ấy da. Nó bị một mấy trái nó bị giống nhau, cái kiểu giống nhau. Trời ơi đi ra. Có được đâu, chắc cỡ mười mấy hai chục trái gì à. Chắc này cũng muộn rồi, người ta có hết rồi mà giờ mình mới có, cho nên chắc cũng không có xông xê gì mấy đâu, nhưng mà đủ ăn thôi. Đó. Đây nè, đủ ăn thôi, hy vọng
là ăn xong mướp này là sẽ có cái thứ khác để mà ăn. Đó, mình có su su nè, rồi salad, rồi rau cải xanh. Nói chung trồng cho nó vui vậy, mà mỗi thức chỉ mỗi một chút cho nó vui. Đó, trên kia còn có cái bông màu vàng nữa kìa. Còn có mấy cái nữa, chắc là nó còn ra nữa đó. Cái này là nó chịu vào mùa ấm ấm, mà mình ở đây là đang thu rồi, sẽ xong nó khỏi không có trời, trên cái ghế nặng quá. Đó, cái này là mướp nó chịu vào mùa ấm thôi, đó, mùa hè thôi. Còn cái này là bây giờ nó sang đang mùa thu và sắp sửa sang đông rồi, là nó sẽ rụi, nó sẽ chết theo đông luôn á. Lúc đó là lạnh teo luôn ở đó, mà cây người còn muốn chết nữa, huống chi là cây. À, nhưng mà hôm nay mình sẽ đi mình kiếm những cái cây gì mà nó thuộc về chỗ mùa đông mình trồng tiếp cho mọi người xem nha. Trời, dạo này ghiền trồng cây lắm mọi người ơi, không biết sao vậy á, chết rồi, tôi bị bệnh ghiền rồi. À, dạo này bị nhiễm rồi, nhiễm nặng lắm. À, biết rồi, cứ đi ra đây quay vậy mà biết rồi cũng bị ghiền á. Đó, trời nắng nó không có rõ chút ha. Thôi bây giờ mình đi vô. À, đi vô. Đó, đây là thu hoạch của ở ngoài nè. Hôm nay được có nhiêu à. Hôm nay còn ớt, còn thanh long rồi. Nhưng mà tự nhiên chưa, bận quá, giờ phải đi làm gì khác rồi, không có đi hái được nữa. Đó, mới đó chưa chiều gì đó, cứ đi ngày nào cũng đi ra cũng hái hết á, mà cứ dòng kia giống thanh long cũng được có một trái rồi, vậy đó vậy đó, chứ không có nhiều. À, đậu đũa thì được nhiêu đây nè đó. Mỗi thứ có, nhưng mà mỗi thứ chút nè. Nhưng mà nếu ngày mai mình giống như đậu đũa là phải hái, mỗi ngày phải hái, thanh long mình không hái thì ngày mai mình hái cũng được, ớt cũng vậy đó, bữa hai bữa ra hái cho để cho nó nhiều luôn đó. Để cái trái nè, trời ơi nó cắn thấy ghét không.
cùng thì mình cũng có một bữa cơm chiều rồi nè, mọi người thấy sao à? Trên bàn thì mình có mướp hồi nãy mình hái ngoài vườn đem vô, xào với tôm, rồi có thịt gà kho gừng, rồi ăn kèm với dưa leo và cà chua. Như vậy là mình đã được một bữa cơm chiều bên gia đình rồi, một bữa cơm đạm bạc thôi nha. Mình xin mời cả nhà cùng dùng bữa cơm cùng gia đình mình nha. Và cuối cùng thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình và xin tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là chia sẻ cho bạn bè của mình cùng xem cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình với nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp của mình. Bye bye!